Chào các bạn, mình là Việt, mình là Product Manager của công ty Avenue Business Solution. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu sơ bộ về giải pháp eLogBook Mobile dành cho quản lý vận hành các nhà máy trong ngành năng lượng như nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý khí hay là các hệ thống dàn khai thác vân vân. Thì giải pháp eLogBook Mobile là một giải pháp mở rộng để sử dụng thiết bị di động trong việc vận hành các nhà máy. Đây là một giải pháp mở rộng cho giải pháp eLogBook, là một module mở rộng của hệ thống Maximo. Thì như trên màn hình thì là một số những ứng dụng mà của hệ thống eLogBook do Avenue, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Avenue xây dựng. Chúng ta có thể thấy ở trong module vận hành, chúng ta có rất nhiều những ứng dụng liên quan đến vận hành, trong đó có một số ứng dụng liên quan đến nhật ký vận hành như là logbook, logsheet và các cái ứng dụng quản lý việc handover, bàn giao ca vân vân. Ví dụ như trên màn hình này, chúng ta có thể thấy là cái giao diện chính của ứng dụng logsheet. Ứng dụng logsheet cho phép chúng ta ghi nhận toàn bộ những thông tin logsheet hiện nay các đơn vị thường ghi nhận trên các cái form logsheet bằng giấy, thì chúng ta có thể ghi nhận những cái số liệu vận hành của các thiết bị chủ chốt trong nhà máy và đưa vào hệ thống Maximo. Để những số liệu này khi chúng ta đưa vào logsheet thì đồng thời cũng được ghi nhận vào trong các thông số vận hành của các thiết bị, và từ đó chúng ta có thể thực hiện bảo trì bảo dưỡng theo thông số vận hành, cũng như là thực hiện các cảnh báo hay thực hiện các cái cross check, tức là so sánh giữa thông số vận hành khi chúng ta có thể đọc được bằng mắt và so sánh với những thông số vận hành trên hệ thống process control, để chúng ta có thể so sánh và đưa ra những cảnh báo nếu có sự chênh lệch, để chúng ta kiểm tra thiết bị đảm bảo cho hệ thống được vận hành một cách ổn định và an toàn hơn. Ngoài ứng dụng logsheet thì chúng ta cũng có một số những ứng dụng liên quan đến hệ thống logbook, logsheet, rồi là giao ca vân vân. Thì ở đây chúng ta có thể thấy ví dụ như là đối với công tác giao ca thì chúng ta có một số những ứng dụng liên quan đến công tác giao ca. Thì các công tác giao ca cũng có thể được ghi nhận vào trong hệ thống Maximo với những thông số vận hành và các cái vấn đề cần phải lưu tâm bàn giao giữa các ca để đảm bảo việc giao ca được tiến hành một cách dễ dàng, và các cái vấn đề quan trọng thì đều được là đảm bảo là được trao đổi bàn giao một cách đầy đủ cụ thể để đảm bảo là việc vận hành được thông suốt. Một số ứng dụng khác như các ứng dụng checklist là những ứng dụng để chúng ta có thể kiểm tra một loạt những các cái vấn đề khác nhau, ví dụ như chúng ta có kiểm tra thiết bị an toàn vân vân, chúng ta có thể kiểm tra các vấn đề về vận hành. Thì đây là những ứng dụng liên quan trực tiếp đến giải pháp trên nền tảng di động do đội ngũ R&D của Avenue phát triển. Thì ở đây mình đã giới thiệu sơ bộ trước về các ứng dụng mở rộng của eLogBook ở trên hệ thống Maximo. Bây giờ mình sẽ đi vào demo một số những chức năng tiêu biểu của ứng dụng eLogBook Mobile trên nền tảng di động. Đối với việc vận hành nhà máy như nhà máy lọc dầu hay nhà máy xử lý khí hay các cái dàn khai thác, thì một trong những yêu cầu của việc vận hành đối với các cái khu vực công nghệ là chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối các cái quy chuẩn an toàn, thì trong số đó là các cái quy chuẩn chống cháy nổ cho các thiết bị điện tử. Thì đây là một thiết bị di động, điện thoại thông minh chạy trên nền tảng Android do hãng ECOM có phát triển trong một vài năm gần đây. Thì đội ngũ R&D của Avenue đã cùng nhau nghiên cứu và xây dựng kết hợp với hãng ECOM, hãng Samsung và một số đơn vị cung cấp thiết bị ở trong nước để xây dựng nên giải pháp eLogBook Mobile. Thì chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng bằng cách là mở ứng dụng ở đây. Và chúng ta sẽ đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản truy cập giống như tài khoản truy cập của Maximo.
Với ứng dụng này thì khi triển khai trong thực tế thì đội ngũ triển khai đã tùy biến một số những cái giao diện của hệ thống để cho phù hợp với cái nhu cầu thực tế của nhà máy. Như trong trường hợp này thì phần lớn các cái công tác sử dụng hàng ngày của vận hành viên là công tác đi ghi nhận log sheet. Do vậy khi chúng ta log in vào thì ứng dụng lập tức mở cái log sheet của cán bộ phụ trách tại khu vực đó để cho giảm thiểu các cái thao tác người cán bộ vận hành thường xuyên phải mở ứng dụng này ra, thì chúng ta có thể truy cập sau khi log in vào thì hệ thống truy cập trực tiếp vào ứng dụng này luôn. Thì với giải pháp di động này thì thiết bị có thể đọc được mã barcode hoặc có thể đọc được mã QR code hoặc có thể sử dụng thẻ RFID để nhận dạng thiết bị. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ, ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng camera của thiết bị để chúng ta quét mã QR code của thiết bị. Thì hệ thống sau khi chúng ta cán bộ vận hành viên đến địa điểm của thiết bị và quét mã QR code của thiết bị thì ứng dụng sẽ mở ra cái đồng hồ của thiết bị đó để chúng ta có thể nhập vào thông số vận hành. Và nếu chúng ta nhập vào thông số vận hành đúng như cái điều kiện vận hành tiêu chuẩn thì hệ thống sẽ để cho chúng ta ghi nhận bình thường. Nhưng trong trường hợp nếu chúng ta ghi nhận vào một thông số mà vượt ra ngoài ngưỡng cho phép thì hệ thống sẽ cảnh báo, hoặc nếu nó vượt qua ngưỡng báo động như ngưỡng thấp, báo động thấp và báo động cao thì hệ thống cũng đưa ra những cái cảnh báo báo động để cho vận hành viên có những cái thao tác cụ thể, ví dụ như có thể phải gọi bộ đàm báo để có các quản đốc có những chỉ đạo xử lý kịp thời. Ở đây đội ngũ R&D của Avenue đã cố gắng nghiên cứu và thiết kế màn hình một cách tối ưu để việc nhập liệu được thực hiện một cách dễ dàng nhất. Thì đối với việc so sánh giữa việc nhập liệu log sheet bằng form mẫu sổ sách hay là bằng trên form giấy bình thường và tốc độ nhập liệu ở trên thiết bị thì có thể nói là nhập liệu ở trên thiết bị có tốc độ tương đương so với là ghi nhận ở trên form giấy. Và đó là một cái nỗ lực của đội ngũ phát triển kiểm tra trong thực tế cũng như là tiếp nhận rất nhiều ý kiến phản hồi của vận hành viên. Ví như trong trường hôm nay chúng ta có thể điền một số thông số. Chúng ta click next tiếp, chúng ta chọn thực hiện các thao tác rất là nhanh. Ví dụ như vậy, như trong trường hợp này chúng ta nhập một cái số thông số mà nó vượt ra ngoài cái ngưỡng vận hành thông thường, cho nên là yêu cầu là vận hành viên phải thực hiện những cái thao tác cụ thể và phải ghi nhận vào. Như trong trường hợp này thì là đã báo bộ đàm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ghi nhận vào. Thì đó là căn bản là ứng dụng Logsheet. Sau khi mà người vận hành viên ghi nhận tất cả những thông số vận hành của các cái đợt đi ca của mình vào và khi trở về phòng vận hành thì ứng dụng sẽ tự động, khi mà có kết nối mạng thì sẽ tự động đẩy toàn bộ những cái dữ liệu này vào trong hệ thống Maximo và chúng ta sẽ có cái màn hình như vừa nãy mình có mở ra giới thiệu. Và ở trên Maximo thì các cái vận hành viên cũng như là quản đốc có thể xem xét và phê duyệt các cái biểu mẫu như chúng ta như theo quy trình của khách hàng mong muốn và như chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình. Một số những ứng dụng khác mà chúng ta có thể sử dụng trên ứng dụng di động này là ứng dụng checklist. Ứng dụng checklist cho phép chúng ta có thể đưa vào rất nhiều những biểu mẫu ghi nhận khác nhau của việc vận hành nhà máy. Thì như trong một khách hàng của Avenue đã triển khai thì đã đưa vào khoảng 150 những cái biểu mẫu khác nhau để các cán bộ vận hành hay là các cán bộ kiểm tra có thể sử dụng trong vấn đề kiểm tra công tác vận hành thông thường hay là kiểm tra công tác an toàn của nhà máy. Như ở đây chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra một cái checklist mới bằng cách chọn checklist và chọn từ một cái template có sẵn. Như trong trường hợp này thì trên máy chỉ có bốn cái template này thôi. Chúng ta có thể chọn ví dụ như là một cái checklist rất là đơn giản, gọi là checklist một chiều, tức là chúng ta chỉ có một loạt danh sách những điểm cần phải check như là kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thì chúng ta có thể
Người thực hiện có thể đi kiểm tra từng thiết bị và chọn những trạng thái cần thiết. Và trong trường hợp nếu biểu mẫu yêu cần phải ký nhận thì chúng ta cũng có thể ký nhận, nhưng trong trường hợp biểu mẫu này thì không yêu cầu ký nhận. Chúng ta có thể chọn các biểu mẫu khác, có thể chúng ta có những checklist phức tạp hơn dạng đa chiều. Đa chiều tức là chúng ta có một hạng mục, chúng ta có 3-4 vấn đề cần phải check. Ví dụ như đây, trong trường hợp này thì chúng ta đối với từng thiết bị chúng ta có, đây là đối với cái một cái safety shower thì chúng ta phải check cái shower, rồi cái handle, rồi cái nozzle, vân vân. Thì chúng ta có rất nhiều, và khi mà chúng ta người vận hành viên nhập tất cả những thông số này vào thì khi upload lên hệ thống Maximo, thứ nhất là sẽ lưu lại toàn bộ những thông tin này, và sau đó là có thể in ra cái biểu mẫu dạng đa chiều hoặc là gọi là dạng matrix để đúng như những form mẫu hiện tại của đơn vị đang sử dụng. Chúng ta cũng có thể là trong một số những vấn đề chúng ta có thể là ghi chú những thông tin cần thiết, hoặc chúng ta có thể chụp hình hiện tượng hay vấn đề của hệ thống hay là những vi phạm liên quan đến an toàn để chúng ta làm cơ sở cho người thực hiện bảo trì bảo dưỡng khỏi phải đi khảo sát, hoặc là đối với vấn đề vi phạm an toàn thì chúng ta có bằng chứng để chúng ta phân tích các cái vấn đề liên quan đến an toàn. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể ghi nhận toàn bộ những thông tin theo từng form checklist, và cái khả năng xây dựng biểu mẫu checklist là linh động. Ngoài ra thì ứng dụng cũng cho phép cán bộ vận hành có thể đưa ra những ghi chú, và những ghi chú này có thể là những ý kiến nâng cấp, hoặc là có thể ghi nhận địa điểm của thiết bị, mã tag number hay là mã KKS của thiết bị, cũng như là ghi nhận các cái thông tin như là ý kiến cải tiến, ghi nhận là các cái sự cố xảy ra hoặc là các cái vấn đề cảnh báo khác. Và tất cả những cái thông tin này sẽ được đưa vào sổ nhật ký vận hành ở trên hệ thống Maximo. Một chức năng khác chúng ta có thể sử dụng thiết bị một cách nhanh chóng là chúng ta có thể, nếu cán bộ vận hành viên khi đi ca mà thấy có sự cố hay có vấn đề gì cần phải khắc phục mà không khắc phục được ngay thì có thể tạo ra yêu cầu sửa chữa, và chúng ta có thể nhập vào tag của thiết bị, đưa ra những yêu cầu sửa chữa. Ví dụ như vậy, đưa ra các cái mức độ nghiêm trọng, mức độ ưu tiên cao hay thấp để thực hiện sửa chữa. Đồng thời, nếu cần chúng ta cũng có thể chụp hình. Thì với việc chụp hình của thiết bị hỏng hóc thì chúng ta có thể giúp ghi nhận lại cái vấn đề để tránh cho cán bộ phụ trách về bảo trì bảo dưỡng hay sửa chữa tránh phải đi khảo sát thêm nếu vấn đề nó dễ dàng xem xét khảo sát thông qua hình ảnh gửi về. Ví dụ như trường hợp này, mình có thể khoanh vùng cái điểm cần phải sửa chữa, ví dụ như vậy. Thì đó là một số những chức năng căn bản mà ứng dụng eLogBook Mobile có thể giúp cho cán bộ vận hành viên có thể thực hiện. Và đối với tất cả những thông tin này, cán bộ vận hành viên sau khi đi ca về thì có thể về phòng vận hành, thì hệ thống khi mà có kết nối mạng sẽ tự động đưa lên Maximo để đồng bộ với Maximo, và từ những cái log sheet thì nó sẽ được ghi nhận các cái nốt cũng như các cái thông số vận hành sẽ được đưa vào những cái module liên quan như module quản lý đồng hồ vận hành của thiết bị cũng như là ứng dụng logbook của trên Maximo, hoặc là các service request sẽ được chạy theo workflow để thực hiện
Okay. Bước tiếp theo trong việc phê duyệt thực hiện, xem xét thực hiện cũng như là lên kế hoạch thực hiện sửa chữa, vân vân. Vâng, thì đó là sơ bộ về một số những chức năng căn bản của ứng dụng eLogBook Mobile do công ty Avenue xây dựng và phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chào.